giới thiệu sản phẩm đây là các loại đồng hồ vạn năng rất là tốt ở đây, rất là tốt, cũng như là một vạn năng tốt nhất. Đó giờ mình nghĩ là loại này là loại tốt cũng như là đáng tiền nhất chúng ta nên xài. Loại này là 480.000 loại đồng hồ vạn năng AN8008. Đây sản phẩm này. Đây khi chúng ta mua 480.000 chúng ta sẽ được một bộ như thế này. Coi gồm đây là dây đo và đây là những cái đầu kẹp. Chúng ta đo trong dụng tần số rồi, chúng ta đo tần số luôn nha. Đây, đây có chỗ đo tần số đây. Đây là off, đây là auto power off, như là không, nó sẽ tự động tắt trong khi chúng ta không sử dụng. Đây là send on, như là giữ lại cái giá trị đó. Đây là đèn. Cái này mình không có tặng pin nha mọi người. Này mình không có tặng pin nha, các bạn tự gắn pin vào. Thì đây là dùng để đo mát là 10A. Tối đa mát là 10A. Pin thì từ 600V, 1000V và ít nhất cũng là 200mA. 200mA này để đo mát 200mA. Đây gắn cọc này để đo 200mA, còn gắn cọc này thì đã mát là 10A. Thì bạn nên dùng cọc này đi ha. Nếu bạn đo tần số nhỏ, đo những dòng điện nhỏ như led hoặc là cái gì đó thì bạn dùng bên đây. Còn nếu đo động cơ hay là gì đó thì bạn dùng bên đây. Đây là đây là volt nè. Đo hết nè, đo tần số nè, sẽ hiện ở đây hết bao nhiêu hết. Và đây là để đo millivolt, đây là đo diode, đo chuông, đo tụ, đo cái kiểu đo ohm. Và đây là đo hết. Hết và ở đây thì cũng là đo đây là đo ampe và đây là đo ampe. Đây là đo xung vuông, đây là xung vuông nghe không? Đây đồng hồ này rất là nhỏ gọn, nằm trong tầm tay, bạn thấy này rất là nhỏ so với cái DT252 rất là lớn. Đây thì nhỏ, giá này 480 thì nó cũng là ok. Đây hôm này rất là đáng chúng ta mua, tốt. Đây thì em sẽ tặng bộ như thế này, gồm ốc vít cũng như là các kiểu. Đây bạn thấy là ốc vít và các bạn gắn vào máy, dùng gắn vào máy để đo thì ok, rất là đầy đủ chúng ta. Đây là que đo, đây que đo, đây thì này là que thường thôi, giống như que thường thôi, ta đo. Đây mình không gắn pin nên mình không có test luôn. Nói chung là mình trước khi mình gửi mình test rồi, này mình đã test rồi, nó ok rồi là mình mới giới thiệu nè, nhưng mà mình tháo pin rồi. Thì pin ta gắn ở đây, đây pin ở đây, ta mở này ra, ta gắn hai cục pin mà loại trong cái remote, trong cái remote điều khiển á, pin loại 1.5V mà loại nhỏ. Ok, thì các bạn thấy hay ta subscribe cho nó, mua cái liên hệ mình, đồng hồ này giá là 480. Ok, cái AN8008. À, chào mọi người ha.